bạn, hôm nay mình xin giới thiệu cho các anh chị và các bạn công tác lưu đất nền với xe lưu HAM. Mời các anh chị và các bạn đón xem nhé. Lạnh luôn nha các anh chị và các bạn, xe lưu có máy lạnh luôn. Con xe này có giá trị thì khoảng 1,2 tỷ, thì nó hơn, nếu mà xe con mà thường thường thì chắc nó cũng được mua được 3 chiếc. To. Lô này nó đã làm ở đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi về đó nha các bạn. Xe rất là mạnh đó.
Thank you.